Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top KVN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Hyundai Accent phiên bản số tự động bản tiêu chuẩn, được sản xuất năm 2021. Mà trong video ngày hôm nay, Top K sẽ cập nhật cho quý anh chị các bạn về chương trình giá cũng như là chương trình khuyến mại mới nhất dịp đầu tháng 4 năm 2021 này đến với quý anh chị các bạn. Về chương trình giá mới nhất của chiếc xe Hyundai Accent này thì trong dịp tháng 4 này thì đang có ưu đãi thêm về những cái chương trình về quà tặng, về phụ kiện cho quý anh chị các bạn. Ngoài ra, mức giá hiện tại thì cũng đang là rất tốt tại đại lý của chúng em dành cho quý anh chị các bạn về chiếc xe Hyundai Accent phiên bản tiêu chuẩn này. Thì đầu tiên thì em xin phép là cập nhật giá mới nhất của chiếc xe Hyundai Accent với chương trình giá niêm yết của Accent bản tiêu chuẩn này. Mức giá niêm yết đang là 501 triệu đồng. Và chương trình giá bán mới nhất của chiếc xe Accent phiên bản tiêu chuẩn là 495 triệu đồng cho quý anh chị các bạn. Chương trình giá mới nhất quý anh chị các bạn nhé. Với mức giá như vậy thì em tính cho quý anh chị các bạn lăn bánh ở tỉnh, anh chị cần bỏ ra là 547 triệu đồng là có thể lăn bánh ở tỉnh rồi quý anh chị các bạn ạ. Còn với những quý anh chị các bạn nào chúng ta lăn bánh tại Hà Nội thì các bạn sẽ bỏ ra là 577 triệu đồng là có thể lăn bánh tại Hà Nội rồi. Còn với những anh chị nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì quý anh chị các bạn chúng ta cần bỏ ra sẽ là 568 triệu đồng là có thể lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh rồi. Đó là mức giá lăn bánh mới nhất tại tỉnh ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cho quý anh chị các bạn. Tiếp theo sang vấn đề trả góp thì với những khách hàng trả góp thì quý anh chị các bạn chúng ta cần bỏ ra tối thiểu sẽ là ở tỉnh, anh chị sẽ cần bỏ ra tối thiểu là 157 triệu đồng. Ở Hà Nội thì anh chị cần bỏ ra tối thiểu là 187 triệu đồng. Và đương nhiên ở thành phố Hồ Chí Minh thì anh chị cần bỏ ra tối thiểu là 177 triệu đồng là có thể lăn bánh rồi. Đó là về mức giá mới nhất cũng như là mức giá lăn bánh tối thiểu có thể trả góp của quý anh chị các bạn mà mình cập nhật cho quý anh chị các bạn trong cái video này. Còn hiện tại thì tại đại lý của chúng em về chương trình giá mới nhất thì định như vậy, nhưng chương trình khuyến mại thêm về mặt phụ kiện thì tặng thêm cho quý anh chị các bạn về những cái chương trình phụ kiện như thảm sàn, bọc vô lăng da, nước hoa, thẻ bảo dưỡng dịch vụ. Ngoài ra có nếu không thì các bạn có thể chuyển sang về dán kính. Đó là chương trình về quà mặt quà tặng phụ kiện cho quý anh chị các bạn. Còn những anh chị nào chúng ta mua tại đại lý của chúng em thì hiện tại thì ngoài những cái chương trình như vậy thì còn những cái ưu đãi thêm, thì để biết thêm chi tiết thì quý anh chị hãy liên hệ trực tiếp với shortline ngay bên dưới video này. Em cam kết với quý anh chị các bạn là mức giá sẽ tốt hơn nữa cho quý anh chị các bạn. Còn những anh chị nào mua thì trong cái dịp này xe và hồ sơ của đại lý chúng em cũng đang có sẵn giao ngay cho quý anh chị các bạn. Tiếp theo thì em xin phép là giới thiệu đến quý anh chị các bạn về những cái đặc điểm cơ bản nhất của chiếc xe Hyundai Accent phiên bản tiêu chuẩn này, để quý anh chị các bạn chúng ta có thể cân chỉnh để cân đối lấy Accent phiên bản tiêu chuẩn hay là cần phải lấy về phiên bản đặc biệt. Thì đầu tiên giới thiệu đến quý anh chị các bạn về phần mặt ca lăng phía trước của xe. Mặt ca lăng phía trước của xe thì được ốp mạ chrome toàn mặt ca lăng và được kết nối với nhau theo cái dạng lưới xích cho quý anh chị và các bạn. Và màu là màu khói cho cái phần mặt ca lăng phía trước này. Đương nhiên phần logo trung tâm vẫn là logo của Hyundai, được ốp mạ chrome sáng bóng cho quý anh chị và các bạn. Còn sang phần bên dưới này, đó chính là về cái thanh cản trước của xe. Thanh cản trước của xe cũng được ốp mạ chrome cho quý anh chị các bạn, sẽ tạo ra cái điểm nhấn cho cái phần đầu xe cho quý anh chị các bạn. Cái việc ốp mạ chrome này cũng tạo ra cái phần điểm nhấn cho cái thanh cản trước này, cũng rất là mượt mà và sang trọng cho cái phần đầu xe cho quý anh chị các bạn. Tiếp theo thì xin giới thiệu đến quý anh chị các bạn về phần công nghệ đèn của chiếc xe Hyundai Accent phiên bản tiêu chuẩn này. Phần đèn của xe sử dụng là đèn bi halogen và tích hợp trong cụm đèn pha cốt này cho quý anh chị các bạn sẽ là đèn chiếu góc cho quý anh chị các bạn. Phần đèn chiếu góc này sẽ giúp cho quý anh chị các bạn chúng ta đi trong những cái cung đường mà cần cái góc đánh lái, cái góc tốt hơn thì cái phần đèn chiếu góc này sẽ tự động sáng lên cho quý anh chị các bạn, và tích hợp luôn cũng là đèn xin nhan cho quý anh chị các bạn. Và đương nhiên rồi, các bạn vẫn được trang bị về phần viền đèn kia, đó chính là cái đèn định vị ban ngày cho quý anh chị các bạn. Còn ở phía bên dưới này, các bạn được trang bị đó là đèn sương mù. Đèn sương mù cũng là đèn halogen quý anh chị các bạn nhé. Cái nét gấp ở cái đèn sương mù này nhìn cũng rất là thể thao, tạo ra cái phần đèn ở cái mặt phía trước này sẽ bề thế hơn cho quý anh chị các bạn. Đó là những cái đặc điểm cơ bản nhất về phần đầu xe mà mình muốn giới thiệu đến quý anh chị các bạn. Còn tiếp theo thì xin phép giới thiệu đến quý anh chị các bạn về phần thân xe. Về phần thân xe thì cơ bản của chiếc xe Hyundai Accent này thì cơ bản những cái đường gân dập nổi nhìn cũng rất là thể thao mượt mà cho quý anh chị các bạn. Thì đầu tiên thì em xin phép giới thiệu đến quý anh chị các bạn về phần mặt la răng của xe. La răng của Hyundai Accent phiên bản tiêu chuẩn sử dụng là la răng đa chấu, màu là màu bạc cho quý anh chị các bạn. Phần mặt la răng này nhìn cũng tương đối là hài hòa, răng được trang bị những cái tính năng an toàn, ví dụ như được trang bị về phanh ABS, cả 4 đĩa, cả 4 phanh sẽ là được trang bị về phanh đĩa quý anh chị các bạn nhé. Cả 4 phanh đều được trang bị là phanh đĩa và có cân bằng điện tử ABS, phân bổ lực phanh điện tử cho quý anh chị và các bạn. Tiếp theo thì sang phần gương chiếu hậu của xe. Gương chiếu hậu của xe thì được tích hợp là xi nhan trên gương và được sơn cùng màu với cả màu thân xe. Ở bên dưới được sơn màu đen quý anh chị các bạn nhé. Gương là gương gập điện cho quý anh chị các bạn, chưa được trang bị về cục gương tự động đâu quý anh chị các bạn nhé.
các bạn hoàn toàn có thể trang bị thêm về cái phần cục gương tự động này một cách dễ dàng. Còn tiếp theo thì sang phần tay nắm cửa của xe. Phần tay nắm cửa của xe thì anh chị để ý này, được ốp mạ chrome và tích hợp trong đó là có nút mở chìa khóa thông minh Smart Key, cái nút màu đen đấy quý vị các bạn ạ. Đó, thì các bạn hoàn toàn có thể mở xe một cách dễ dàng mà không cần dùng đến chìa khóa. Còn phần viền chân kính của xe cũng được ốp mạ chrome nổi bật ở đây cho quý vị các bạn. Nhà máy cũng rất là chỉn chu khi mà trang bị thêm một cái lưới cao su này cho quý vị các bạn để bảo vệ cái phần chrome này nó không bị ố màu cho quý vị và các bạn. Còn tiếp theo thì em xin phép giới thiệu đến quý vị các bạn về phần thân sau của xe. Về phần sau của xe thì quý vị các bạn để ý này. Đầu tiên là các bạn để ý là những cái tính năng an toàn của xe được trang bị những cái gì. Ngoài ra phần đèn hậu của xe được chìa khoang, các bạn nhìn để ý này. Phần đèn hậu của xe được chìa khoang nhìn cũng rất là nổi bật và đẹp cho quý vị các bạn. Đèn sau cũng là đèn halogen cho quý vị các bạn. Và phần đèn phanh sau của quý vị các bạn cũng được trang bị ở đây. Đó là đèn xi nhan, cũng là đèn thường cho quý vị các bạn. Một logo Hyundai Accent, chữ Accent được chrome sáng bóng cho quý vị các bạn. Phần mặt chrome kiểu sáng bóng như này thì sẽ không bị ố cho quý vị các bạn. Logo Hyundai rồi, cũng đặt ở trung tâm cho quý vị các bạn và cũng là logo được ốp mạ chrome cho quý vị các bạn. Tiếp theo thì sang phần trang bị những cái tính năng an toàn của xe được trang bị ở đây. Đó chính là về một cái camera lùi đằng sau cho quý vị các bạn. Camera lùi tích hợp theo xe luôn quý vị các bạn nhé. Ngoài camera lùi thì Hyundai còn trang bị thêm, đó chính là về bốn cảm biến lùi đằng sau cho quý vị các bạn. Những cái lỗ chấm đen như này, đó chính là về cái phần cảm biến lùi đằng sau cho quý vị và các bạn. Mà hoàn toàn các bạn có thể khi mà trang bị như này thì ở vị trí người lái các anh chị các bạn được tích hợp cam lùi như này và bốn cảm biến lùi đằng sau thì sẽ cảm nhận được những cái vật thể cản phía sau một cách dễ dàng cho quý vị và các bạn. Tiếp theo sẽ là phần cái thanh cản sau cho quý vị các bạn. Phần ốp cản sau này chúng bạn được thì được có những cái chi tiết, đó là phần viền chrome này nhìn cũng rất là nổi bật và nhìn cũng khá là chi tiết cho quý anh chị các bạn. Phần sẽ giúp cho cái phần gầm xe nhìn nó cũng cao hơn cho quý anh chị các bạn. Tiếp theo thì xin giới thiệu đến quý các bạn về phần không gian nội thất cốp bên trong của xe. Phần cốp bên trong của xe thì các bạn để ý này, một cái dòng sedan thì cái phần cốp bên trong cũng rất là rộng rãi cho quý anh chị và các bạn. Cốp rất là rộng rãi, ở phần bên dưới này thì quý bạn được trang bị đó chính là một cái lốp dự phòng theo xe. Bao giờ mà quý vị các bạn chúng ta đi nhận xe, các bạn cũng phải nên lưu ý, các bạn phải kiểm tra kỹ xem là cốp xe, lốp xe cũng đã đầy đủ cho quý vị các bạn chưa. Đó, những cái dòng sedan mà trong phân khúc hạng B này thì các bạn không phải lăn tăn về cái không gian cốp bên trong đâu. Rất là rộng rãi, thoải mái để đồ thì chúng ta có thể để được 5 đến 6 cái vali cho quý vị các bạn. Còn sang cái phần dung tích tiêu hao nhiên liệu của xe. Với những cung đường kết hợp thì nhà máy công bố là 6,32 lít. Trong cung đường đô thị là 8,53 và cung đường ngoài đô thị sẽ là 4,99 lít cho quý anh chị và các bạn. Và ở bên trên các bạn cũng được trang bị là một cái anten vây cá mập cho quý anh chị và các bạn. Đó, một cái dung tích là 1.4 mà dung tích hao nhiên liệu như vậy thì mình nghĩ là tương đối là ổn cho quý anh chị các bạn. Còn tiếp theo thì xin giới thiệu đến quý các bạn về không gian nội thất bên trong của xe. Nội thất bên trong của xe thì các bạn để ý này, nội thất là ghế bọc nỉ và màu là màu bạc cho quý, màu be cho quý anh chị và các bạn. Đó. Còn sang cái phần tắp ly cửa vị trí người lái thì anh em quan tâm đó chính là được trang bị những cái nút điều chỉnh lên xuống kính vị trí người lái này. Điều chỉnh lên xuống kính vị trí người lái sẽ là auto tự động cho quý anh chị và các bạn. Ngoài ra thì có nút về mở cửa, đóng cửa, khóa gương, điều chỉnh mặt gương mirror cho quý anh chị các bạn. Gương là gương chiếu hậu của quý anh chị các bạn sẽ là gương chỉnh điện quý anh chị các bạn nhé. Gương chỉnh điện gập điện cho quý anh chị các bạn. Đây cũng là một cái thông số về năm sản xuất của xe là năm 2021 thì các bạn khi mua xe cũng nên quan tâm về cái xe các bạn được trang bị là như nào, năm sản xuất là bao nhiêu. Đó, còn sang cái phần chi tiết về phần ghế của xe. Phần ghế của xe thì ghế là ghế bọc nỉ các bạn nhé. Chất liệu nỉ ở đây là chất liệu nỉ cao cấp cho quý anh chị các bạn. Chất liệu nỉ này thì mình nghĩ là những anh chị nào chúng ta mà giữ gìn xe một cách là ok thì các bạn không hoàn toàn có thể không phải lên ghế da làm gì cho quý anh chị các bạn. Vì chất liệu nỉ ở đây cũng rất là ok cho quý anh chị các bạn. Tiếp theo thì giới thiệu đến quý vị các bạn, các bạn để ý này, đây là hai cái nút điều chỉnh về tăng sáng, cái độ sáng của cái đèn phía trước cho quý anh chị các bạn. Ngoài ra cũng tích hợp luôn cái nút đó, cái chức năng là chống trơn trượt cho quý anh chị các bạn. Còn trên cái phần vô lăng này thì quý anh chị các bạn chúng ta được trang bị là vô lăng bọc da, trên nó tích hợp cái nút điều chỉnh về điều chuyển âm lượng, điều chuyển kênh, đàm thoại rảnh tay cho quý anh chị và các bạn. Đó, điều chuyển kênh, đàm thoại giảm tay. Phần trung tâm này các bạn để ý này, đây là chữ airbag, đây là vị trí túi khí của xe quý chị các bạn nhé. Với phiên bản tiêu chuẩn thì các bạn chưa được trang bị về cruise control và đây là nút điều chỉnh về bảng điều khiển trung tâm của xe cho quý chị và các bạn. Đó, phần gạt mưa của xe cũng là gạt mưa tự động quý chị các bạn nhé. Gạt mưa của xe là cũng là gạt mưa tự động cho quý chị các bạn, bản tiêu chuẩn thôi nhưng mà cũng trang bị gạt mưa tự động. Ngoài ra
thì phía sang cái cần bên trái này các bạn được trang bị đó là nút điều chỉnh về đèn của xe, đèn pha cốt cho quý anh chị các bạn, đèn cũng là đèn tự động, auto tự động cho quý anh chị và các bạn. Ở phần mặt trung tâm này thì các bạn được trang bị ở đây, đó chính là một cái màn hình giải trí của xe. Màn hình giải trí của xe Accent 2021 thì cũng nổi bật hơn so với 2020. Và màn giải tính được tích hợp đầy đủ như radio này, map phát triển của bên Hyundai này, kết nối Apple CarPlay này, kết nối Bluetooth này cho quý anh chị và các bạn. Màn hình có tích hợp map nên các bạn hoàn toàn rất là dễ dàng. Ở bên dưới này các bạn được trang bị là hệ thống điều hòa của xe, điều hòa chỉnh cơ các bạn nhé. Đó, điều hòa của xe, điều hòa chỉnh cơ cho quý anh các bạn. Còn cái hộc bên dưới này thì quý anh chúng ta được trang bị đó là một cái cổng USB ở đây và một cái tẩu sạc 12V cho quý anh chị các bạn. Tẩu sạc này thì các bạn thường kết nối với cả camera hành trình cho quý anh chị của các bạn. Về phần hộp số của xe, về phần cần số của xe thì được trang bị là hộp số tự động 6 cấp cho quý anh các bạn và được bọc da trong cái phần cần số này cho quý anh chị của các bạn. Bọc da rất là cao cấp tỉ mỉ đến từ Hyundai cho quý anh các bạn. Đó, phần tay tiếp theo thì các bạn được trang bị đó là ở cái phần bệ tì tay này. Phần bệ tì tay này các bạn được trang bị là bệ tì tay là nhìn thế này thôi, nhưng mà bệ tì tay bọc da ấy quý anh các bạn nhé, không phải là giả da đâu quý anh các bạn. Bệ tì tay là bệ tì tay bọc da cho quý anh các bạn. Phanh tay là phanh tay cơ cho khách hàng. Với phân khúc B này gần như đều là phanh tay cơ hết cho quý anh các bạn. Còn tiếp theo thì xin giới thiệu đến quý anh các bạn là về hàng ghế thứ hai của xe. Hàng ghế thứ hai của xe với sedan trong phân khúc B thì các bạn quá là yên tâm về cái khoảng không ở hàng ghế thứ hai. Cái đặc biệt ở chiếc xe Hyundai Accent này thì các bạn được trang bị là cửa gió điều hòa sau cho chiếc xe này, sẽ giúp cho cái phần không khí lạnh sẽ sang cái hàng ghế thứ sau này một cách là nhanh gọn nhất cho quý chị các bạn. Ở bên dưới này các bạn cũng được trang bị một cái cổng sạc nhanh cho quý chị các bạn, cổng sạc nhanh quý chị các bạn nhé. Khi các bạn sạc điện thoại ở hàng ghế thứ hai này thì có một cái cổng sạc như vậy cũng rất là tiện lợi cho quý chị các bạn. Đó là những cái đặc điểm cơ bản nhất về những cái không gian nội thất, về mặt ngoại thất mà em giới thiệu đến quý chị các bạn trong cái video ngày hôm nay. Về cập nhật chương trình giá mới nhất thì trong phần đầu video em cũng đã cập nhật cho quý các bạn rồi. Những anh chị nào chúng ta mua trả góp cũng biết được số tiền tối thiểu là anh chị chúng ta cần bỏ ra là bao nhiêu. Vậy thì những anh chị nào chúng ta quan tâm về Hyundai Accent phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt mà cần cái mức giá tốt nhất thì hãy liên hệ trực tiếp với shortline mà em đặt ngay bên dưới video này để có thể là cập nhật mức giá tốt hơn nữa cho quý chị các bạn. Ngoài ra cập nhật tại cái thời điểm mà quý chị các bạn chúng ta làm hợp đồng và đặt cọc thì em sẽ chốt mức giá tốt nhất cho quý chị các bạn. Và cuối cùng thì xin chào và hẹn lại quý chị các bạn. Hãy nhớ nhấn like, nhấn đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật những cái thông tin thay đổi về xe, về giá xe mới nhất tới từ Top Car VN. Xin chào và hẹn lại quý chị và các bạn.